cũng trong sáng nay đoàn công tác thành phố đà nẵng có buổi làm việc với tập đoàn y tế xã hội Aizinkai nhật bản. tại buổi làm việc đoàn công tác thành phố đà nẵng đánh giá cao sự hợp tác giữa tập đoàn Aizinkai với thành phố đà nẵng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục phối hợp với đà nẵng triển khai hiệu quả dự án tài trợ của Zika, tạo điều kiện cho điều dưỡng viên tại các bệnh viện công tại đà nẵng có hết cơ hội tiếp cận với cơ chế đào tạo lâm sàng của nhật bản, nâng cao chất lượng y tế tại đà nẵng tăng cường hợp tác với các bệnh viện tại Đà Nẵng trong công tác khám chữa bệnh, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, công tác chuyên môn, tiếp tục hợp tác với các trường đại học tại Đà Nẵng trong công tác đào tạo nguồn lực trong lĩnh vực y tế, tiếp nhận thực tập sinh Đà Nẵng. Aizinkai là tập đoàn y tế lớn thứ ba Nhật Bản, là tổ chức bán cộng đồng, thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phúc lợi xã hội tại khu vực Kansai, Nhật Bản hiện nay, IZINGCAY đang phối hợp với thành phố Đà Nẵng xin tài trợ của ZIKA cho dự án hỗ trợ Đà Nẵng hoàn thiện cơ chế đào tạo năm sàng cho điều dưỡng viên, đặc biệt là điều dưỡng viên mới tốt nghiệp tại các bệnh viện công lập của Đà Nẵng, hợp tác với Hướng trường đại học Đông Á trong đào tạo sinh viên ngành điều dưỡng tại Đà Nẵng.